Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ trên tay cho anh em nhanh bộ micro DB cao tiết mới nhất. Con model là DB750 Pro. Đây là bản nâng cấp phải nói là cực kỳ mạnh của hãng DB. Đó. Phiên bản này là phiên bản thay thế cho dòng mic DB750 Plus. 750 Plus là cũng đang gọi là rất là ok luôn, rất là thịnh hành. Được anh em sự kiện trên toàn quốc dùng rất là nhiều ha. Hát cho sự kiện hoặc là hát cho những cái phòng hát karaoke chuyên nghiệp cao cấp. Thì đây là một cái phiên bản nâng cao. Đó, phiên bản nâng cao. Về tất cả mọi thứ, về tổng thể, hãng DB làm rất là chỉnh chu. Đây là nâng cấp về giao diện, về phần cứng máy cũng như là về các cái tính năng mới và cái quan trọng nhất là về cái chất âm. Và đây là cái hộp máy của chiếc micro DB Acoustic 750 Pro mới nhất. Đó. Mình sẽ trên tay nhanh cho anh em xem ha. Đây là cái đầu thu. Thì đây bên cạnh phải là nó sẽ in cái model 750 Pro ở đây. Mặt máy thì toàn bộ nó làm bằng phay nhôm rất là cao cấp. 750 Pro. Mặt trước thì nó có một cái lỗ để mình cắm phone để kiểm âm ha. Và cái này tích hợp rất là nhiều tính năng công nghệ mới nha anh em. Rất là nhiều. Và khi DB ra mắt sản phẩm này cũng đã tổ chức một cái chương trình play show để thực hiện và hát thử trên cái dòng mic DB750 này thì được đánh giá rất là cao về chất âm. Để mình lấy một cái tai mic cho anh em xem. Cầm trên tay cái tai mic này thì phải nói là quá là đã luôn, rất là tuyệt vời. Mọi thứ đều được làm rất là chỉnh chu. Đó, sắc nét logo DB trên thân tai mic nè, màn hình LED nằm ở đây. Đó, đây là cái rọ mic. Đó, mọi thứ là cực kỳ đẹp luôn. Cái này được thiết kế cái tai mic rất là hài hòa. Đó, phần phía dưới chuôi máy cũng có logo của DB nè, rất là đẹp. Đặc biệt cái bộ này sóng xa lên tới 500m, không có vật cản, khủng khiếp luôn. Sóng 500m thì cái mức độ khuếch đại của nó rất là cao nha. Đây nó có một cái cục nguồn Autovol, bông chống lăn, 4 anten. Anten nó sẽ có đầu bọc kim loại như thế này, rất là đẹp. Cũng có tặng pin đi kèm theo nè. Dây kết nối 6 ly nè, cũng rất là xịn sò luôn. 6 ly, bên đây là một cái mic còn lại nữa ha. Thì cái tai mic này nè, khi mà chưa trọng lượng, chưa có pin, mình cầm nó đã khá là đầm tay rồi. Khi mà chưa có pin là nó khá đầm tay rồi nha. Nó đã khá đầm tay. Khi mà cho pin vào nữa thì mình cầm cảm giác nó sẽ tương đối là rất là đầm, chắc tay của mình. Đó. Linh kiện chất cho nên là cầm khá là đầm tay. Nhưng cái đầu thu này là mình cầm lên mình thấy cái trọng lượng ký nó có nha. Khá là nặng luôn. Khá là nặng. Nặng hơn những cái đầu thu bình thường nhiều đó. Chứ không biết đâu. Nặng hơn khoảng nửa ký á. Khoảng nửa ký. Ở đây mình lấy luôn. Tại đây có một tay anh em nha. Review nhanh, thật là nhanh cho anh em xem trước. Rồi đây. Review nhanh trước ha. Bộ này dự tính sẽ làm mưa làm gió luôn nha anh em. Rất là ok nha. Đó. Mình sẽ quay ngang một cái cho anh em coi. Đó, sắc nét tới từng chi tiết luôn. Đó. Rất là đẹp. Tuyệt vời luôn. Được nhiều tính năng thông minh, IR cancel tần số. Nó có chức năng rất là mới là mình sẽ ken được những cái tần số sóng nhiễu xung quanh và mình sẽ chọn những cái tần số sóng sạch để mà nó hạn chế tối đa cái tình trạng bị nhiễu trùng những cái kênh sóng trong cái khu vực mà mình xài cái bộ micro này. Từ đó là sóng của mình nó sẽ rất là sạch nha. Đó, cho là cái âm thanh của mình sẽ ổn định, sóng sánh nó sẽ ổn định ha. Đây là phần mặt sau. Mặt sau 4 vị trí, 4 cái anten, 2 lỗ ba lăng và 1 lỗ 6 ly ba lăng ha.
Đây là mặt không máy, tem của nhà hãng DB, cũng như là tem bảo hành. Đây là phần số kênh sóng, kênh sóng của mình, sóng đầu năm, mã là GM. Sóng này rất là ổn định luôn, cho nên là mọi người yên tâm sử dụng về cái bộ mic này. Phân khúc của nó là sự kiện cao cấp hoặc là karaoke cao cấp, thì cái chất âm cũng như là cái độ nét của âm thanh của bộ mic này thì hoàn toàn là yên tâm luôn, nó rất là sắc nét. Nên cái chương trình mà làm thanh live khi mà ra mắt sản phẩm này thì âm thanh hát, ca sĩ hát vocal là trong như nước luôn, trong vắt luôn, hay gọi là nét như là Sony đó. Rất là đẹp. Đây mình sẽ để cái tai mic với cái đầu thu đây ha, cho mọi người cùng tham khảo, cùng xem nè. Đó, nó rất là chi là đẹp luôn mọi người ơi, rất là sắc nét luôn. Đó. Rồi, ok, như vậy là em đã trên tay nhanh mà cái bộ micro DB Acoustic 750 Pro phiên bản nâng cấp mạnh, thay thế cho dòng 750 Plus, phù hợp với tất cả các thể loại phân khúc karaoke, gia đình, sân khấu, sự kiện, hội trường đều sử dụng được, sóng cực kỳ xa. Mình không cần phải dùng thêm một bất kỳ một cái bộ khuếch đại sóng nào nữa đối với khi mà anh em dùng cái bộ mic DB 750 này, rất là ok luôn ha, mình không cần dùng thêm, nó rất là mạnh luôn, cho dù anh em có bỏ vô tủ máy đi show nó cũng rất là mạnh, rất là ok, sóng cực kỳ mạnh mẽ luôn và cùng rất nhiều tính năng mới khác nữa. Thì mọi người quan tâm có thể liên hệ về số máy của bên cửa hàng bên em 0938641445, cũng là số Zalo tư vấn để bên em sẽ tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Và giá thì sẽ không đổi ha, hiện tại là giá tại thời điểm trong video này là 7.9 một bộ, có nghĩa là nâng cấp rất là mạnh luôn cho mình, nhưng mà giá vẫn không đổi, nhà hãng vẫn để cho mình với cái giá bằng bộ mic 750 Plus, cực kỳ là hấp dẫn trong giai đoạn này luôn. Một mic rất là cao cấp như này giá chỉ 7.900.000 thôi, làm bất cứ một cái sự kiện nào với bộ mic này cực kỳ là ok. Rồi, em xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.